Trước mắt trên thần là Thư Quang muốn truyền tải cái quan điểm cá nhân của mình với những người gọi là Thư Quang coi là thân thiết, anh em, anh chị em, cô chú bác trong 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 cái live của Thư Quang á, đó là liên quan tới về vấn đề ông Thích Minh Tuệ. Thì như Thư Quang cũng nói rất rõ ràng với mọi người rồi, trước đây là trên cái live của Việt Trai, Thư Quang về quan điểm của Thư Quang á, cái chuyện mà ông Thích Minh Tuệ á, ông làm gì, ông tu như thế nào á, là cái chuyện hoàn toàn là quyền cá nhân của ông ta, Thư Quang không có ý kiến, miễn sao cái chuyện đó nó được pháp luật nhà nước Việt Nam công nhận, đúng không ạ? Và đại khái là ông ta có quyền làm những gì mà nhà nước Việt Nam không cấm, thì cái chuyện đó Thư Quang không ý kiến nha, nghe rõ ràng nha, tức là chuyện cá nhân của ông Thích Minh Tuệ thì Thư Quang không ý kiến. Nhưng cái câu chuyện của ông Thích Minh Tuệ nó tác động, nó ảnh hưởng như thế nào thì Thư Quang xin bổ sung cái ý kiến của mình luôn, đúng không ạ? Bổ sung ý kiến của mình luôn. Thì như mọi người thấy rồi, thì chúng ta bây giờ nhìn thẳng thắn với nhau, chúng ta nhìn lại tổng thể câu chuyện xem cái hiện tượng của Thích Minh Tuệ tới giờ phút này thì nó như thế nào, đúng không ạ? Và rõ ràng nó thiệt hại ai, cơ quan, tổ chức, ban ngành nào bị ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín. Thưa quan xin nhắc lại, bị ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín, cơ quan, ban ngành, tổ chức nào, thì chúng ta tới giờ phút này chúng ta có thể thấy được rằng nha nha mọi người thấy như thế nào không biết, nhưng mà cá nhân Thưa quan thấy đó là gì? Phật giáo Việt Nam là bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Tại sao Thư Quang nó đưa cái điểm này ra cho mọi người thấy, để chúng ta thấy được cái cục diện của cái câu chuyện này. Khi nó xảy ra thì chúng ta thấy bên nào được gì, bên nào mất gì. Thì lúc đó chúng ta mới mù mờ nhìn ra cái câu chuyện đang xảy ra là sao. Đúng rồi. Mọi người công nhận với Thơ Quang tới giờ phút này phải công nhận, phải thừa nhận với nhau một điều là bên Phật giáo đang bị ảnh hưởng về uy tín rất là lớn chứ không hề nhỏ. Ở đây Thơ Quang chưa không có đổ thừa là tại ai, tại vì cái gì nha, nhưng mà rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận cái sự thật. Chứng là hồi chiều hôm nay thì rõ ràng là đâu đó là có gì, có cái câu chuyện gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang xem xét kỷ luật và kiểm điểm thầy Thích Chân Quang. Đó là một thượng tọa, có một ở dưới ngôi chùa nào đó ở dưới Bà Điểm Tàu á, thì xin hỏi mọi người cái đó có phải ảnh hưởng đến hình ảnh của Giáo hội Phật giáo không, đúng không? Đó là cái nhất. Còn ở đây cái câu chuyện á, như Thư Quang nói, tại sao Thư Quang nói điều này, để Thư Quang muốn nhắc nhở mọi người trong nhà, trong 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 nhà Thư Quang á, chúng ta nên nhìn nhận thấu đáo về cái câu chuyện này nó ra sao. Thưa quan xin nhắc lại, câu chuyện cá nhân của Thích Minh Tuệ thưa quan không ý kiến, nhưng cái câu chuyện mà nó lùa đám đông thế này thế nọ, ảnh hưởng tới trật tự xã hội và những câu chuyện nó lan truyền trên mạng xã hội á, nó mang những hình ảnh tốt xấu bên này tốt bên kia á, thì rõ ràng là nó ảnh hưởng tới Phật giáo trước cái đã. Và khi ảnh hưởng đến cái Giáo hội Phật giáo á, thì mọi người hình dung xem điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Chúng ta cũng không thể chối cãi một cái điểm này, xét về lịch sử đất nước nha, xét về lịch sử đất nước, Phật giáo Việt Nam đồng hành với cách mạng tương đối nhiều và tương đối sâu, đó là sự thật. Mọi người công nhận với tôi quan điều này không? Nói theo một cách nào đó, hai thực thể đó là bổ khuyết cho nhau, luôn luôn gọi là ủng hộ lẫn nhau, đúng không? Thiên Chúa giáo có không? Có. Nhưng mà nếu mà chúng ta so về gọi là thực lực á, thì chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận thôi, đúng không? Thẳng thắn nhìn nhận thôi là bên Phật giáo đông hơn, nhiều hơn, sâu hơn, cái đó là không chối cãi được, sự thật là sự thật. Thì tại sao chúng ta sẽ nhìn lại, thì tại sao có câu chuyện mà suốt thời gian qua liên tiếp có những câu chuyện ảnh hưởng tới Phật giáo,
Đúng không ạ? Chúng ta có hiểu nôm na như thế này nè. Không có gì tự nhiên sinh ra. Bất cứ cái câu chuyện nào cũng vậy. Khi nó xảy ra, nó xuất phát ra, nó phải có một cái mục đích ý đồ, một cái lý do cụ thể nào đó nó mới xảy ra. Vấn đề là mục đích ý đồ đó tốt hay xấu. Vấn đề là cái mục đích ý đồ đó như thế nào, làm cái gì. Đúng không mọi người? Và tại sao? Đối với thời quan nó nhìn nhận á, là tại sao vấn đề, và vấn đề là thời gian gần đây. Thời quan cho thời gian đây, nhưng mà thực ra nó, thời quan nghĩ nó xảy ra vài năm rồi. Tới bây giờ nó gần như là gọi là cái đỉnh điểm thôi. Đó là gì? Liên tiếp có những trận gọi là đánh phá tôn giáo. Đánh phá tôn giáo. Trước kia là đánh phá bên Thiên Chúa giáo. Ngoài cái vấn đề là ngoại công ngoại kích, là luôn cả vấn đề gọi là trà trộn vào giáo xứ để kích động công giáo dân làm những chuyện này chuyện nọ, là muốn làm xấu cái hình ảnh của Thiên Chúa giáo. Và khi cái câu chuyện đó nó không thành công, nó không đạt được, đúng không? Thì thời gian đây thì chúng ta thấy liên tiếp, đặc biệt liên tiếp với vấn đề là những cái đoạn clip ngắn của thầy Thích Chân Quang, đúng không, xuất hiện. Thì cái điều đó nó mang đến cho nhân dân một cái sự gì đó, nó thất vọng cũng có, ngán ngẩm cũng có, cái gì đó họ cảm thấy họ bị giống như lạc bước, các bạn, giống như họ mù mờ, họ không biết là bây giờ đi theo cái bên nào. Họ cảm thấy họ mù mờ về thông tin, họ thất vọng, họ chưng hửng, nó chính xác là như vậy. Còn cái nội dung mà liên quan với thầy Thích Chân Quang á, thì mình cũng không dám khẳng định, thầy Quang cũng dung không dám khẳng định là nó thật bao nhiêu phần trăm và nó giả bao nhiêu phần trăm. Chỉ biết rằng nha, là những đoạn clip đó thực sự nó đã tràn lan, nó xảy ra trên không gian mạng rất là nhiều, và hầu như là nó mang cái hàm ý xấu nha. Mọi người công nhận với thầy Quang điều này không? Thầy Quang khẳng định này nữa, thầy Quang không dám khẳng định là clip đó thật hay giả. Bởi vì thời buổi mà gọi là cái công nghệ an bây giờ đó, mọi người cũng biết rồi, nó giả giọng, nó giả tiếng, thậm chí có thời gian có những đoạn clip nó giả giọng của Bắc Cộng, đúng không, hình ảnh nữa đó. Thì chúng ta thấy được là gì, chúng ta cứ hình dung như thế này, chúng ta cứ hình dung như thế này, đất nước Việt Nam chúng ta, tại sao các bác luôn có chủ trương gọi là khối đại đoàn kết dân tộc, nhưng cũng có nguồn tin ông Tuệ không nằm trong môn giáo hội Phật giáo. Cái đó rõ ràng, phải không? Cá nhân ông Thích Minh Tuệ cũng thừa nhận luôn là ông ta không có nằm trong một cái ban bệ, ban ngành hay là chùa chiền nào cả, và cũng không theo một cái giáo phái nào cả. Ông ta chỉ trên tinh thần là chỉ là vấn đề là muốn thực hiện cái gọi là cái bởi vì bên Phật giáo thuật ngữ như thế nào anh không hiểu, nhưng mà đại khái là ông ta muốn đi theo cái khổ hạnh đầu đà gì đó, tức là ông ta muốn thực hiện ước nguyện, giống như là trong những cái điều luật, giới luật của Phật giáo, có phải không? Là thực hiện cái điều đó là hạnh đầu đà gì đó, mình không hiểu. Thì cái chuyện đó mình tính sao bạn? Tức là nó đúng không? Ở đây là gì? Thì chúng ta nói về cái tại sao mà Việt Nam chúng ta luôn xem trọng cái vấn đề là khối đại đoàn kết dân tộc. Thì chúng ta cứ, mọi người cứ hình dung như vậy cho nó dễ nè, chung như vậy cho nó dễ. Khối đại đoàn kết dân tộc nó giống như một cái cây bồ đề đi, tức là mọi cái vấn đề là nó nằm ở trong cái cây bồ đề đó, và cái cây bồ đề nó sẵn sàng, nó chịu, nếu mà nó khỏe mạnh nó sẽ chịu được mọi sóng phong ba bão táp sóng gió, thì cái cây bồ đề nó sẽ không ngã, không gãy, không chết, đúng không? Dù có làm thế nào đi, nó cũng không gãy. Nhưng ngày một ngày hai, tức là cái kiểu mà gọi là ăn mòn á, bào mòn ăn mòn á, thì bây giờ có một kẻ nào đó nó cứ suốt ngày nó cạo cái vỏ của cái cây bồ đề đó, nó tách cái vỏ cây bồ đề đó ra. Thì người hình dung xem, một cái cây khi mà nó bị lột da rồi thì chắc chắn nó sẽ nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn này thì mọi người là theo quan dùng tới cái từ nhiễm khuẩn trong hoặc kép nha, đúng không? Thì chắc chắn cái cây bồ đề nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Mà khi nhiễm khuẩn với một thời gian dài thì nó sẽ, cái mầm bệnh nó sẽ lây lan vào cái cây đó. Nó
ăn mòn, nó ăn sâu, nó đục quét cái cây đó, nó phân tán đi khắp cái cơ thể của cây đó, thì đến một ngày nào đó cái cây nó sẽ tự lụi tàn, nó tự nó chết, đúng không ạ? Cho nên ở đây á, tôi quan trọng muốn nói là gì, các bạn ủng hộ Thích Minh Tuệ hay ủng hộ cái gì đó là quyền tự do các bạn thưa quan, không ý kiến. Nhưng thưa quan chỉ mong muốn các bạn phải nên là cân nhắc lại. Cân nhắc ở đây là gì? Mấy bạn nên cân nhắc là cái điều các bạn đang ủng hộ á, nha. Cái điều các bạn đang ủng hộ thì chúng bạn, các bạn nên cân nhắc xem nó sẽ ảnh hưởng cái gì, nó sẽ thiệt hại bên nào, nó sẽ có lợi cho bên nào, và cái thiệt hại đó nó ảnh hưởng ra sao với cái tổng thể, với cái chung, cái lợi đó nó mang lại được cái gì cho cá nhân các bạn. Đúng không? Để chúng ta cân nhắc. Thưa quan muốn nhắc là gì các bạn? Để mọi người cân nhắc, ủng hộ và làm theo. Chỉ mong rằng mọi người làm như thế nào á, để sau này nha, lúc đó chúng ta đừng có gọi là tự chất vấn mình, tự dằn vặt mình. À, tôi đã sai rồi. Thời điểm đó tôi là một trong những cá nhân đã góp một chút lửa vào, góp một chút vi khuẩn vào để truyền vào cái cây đó. Đúng không? Truyền vào cái cây đó. Thì thưa quan nói vậy, thưa quan tin rằng chắc nhiều người sẽ hình dung ra cái câu chuyện thưa quan đang muốn đề cập đến là gì. Đúng không? Thì một cái cây nó khỏe mạnh á, một cái cây nó khỏe mạnh á, thì không thể nào làm gì được nó. Nhưng khi nó bị chết dần, chết mòn, nó bị xâm nhập bởi những cái thành phần virus xấu vào á, thì đến một ngày nào đó nó sẽ nhiễm bệnh và chết thôi. Chính xác phải không? Chính xác. Cái vấn đề ở đây á, cái vấn đề ở đây á, nó hay chỗ này nè. Tức là ông Thích Minh Tuệ á, không thừa nhận là sư, không mặc y phục của chính thống của Phật giáo Việt Nam. Đúng không? Từ y phục tới gọi là y bát, rồi từ cái cách gọi là đi tu tập gì đó, rõ ràng chưa? Và cũng không thừa nhận mình là sư là thầy gì cả, và cũng thừa nhận rõ ràng là mình cũng không ở trong cái chùa nào cả. Nhưng ở đây là gì? Việt Nam chúng ta là gì? Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nói sơ vậy thôi, chắc phải hình dung ra là vấn đề là gì, đúng không? Còn nếu mà cái chuyện này thực ra là nó vàng, nó hơi sâu, nó vàng vào thì nó sâu xa lắm, nó nhiều vấn đề, nó phức tạp lắm. Nói chung trò biến tướng tiêu cực của tôn giáo Việt Nam giờ rất phức tạp. Bên công giáo thì linh mục cũng lạm dụng về giọt dầu, bên Phật giáo thì lạm dụng về cúng dường, cuối cùng là khổ dân đen. Đồng ý của thân, mình không nói gì, tức là cái gì nó vậy, nó thuộc về một cái tổ chức rồi đó, thì chắc chắn đâu đó cũng phải có vài sâu một. Chúng ta nhìn nhận thẳng thắn với nhau như vậy, đúng không? Giống như là bây giờ cái công cuộc đốt lò Bắc Trọng cũng vậy thôi, mà chúng ta phải rõ ràng với nhau như thế này: ông nào làm ông đó chịu, đúng chưa? Ông nào sai ông đó chịu. Không thể vì những con sâu con mọt đó mà quy chụp cho rằng đó là của cả một cái tổ chức, đó là cả của một cái hệ thống, đó là cả một cái đảng phái. Của thần công nhận không? Cái vấn đề ở đây á, là câu chuyện đó là cái giới truyền thông bẩn nó ăn lập, là nó truyền tải đó, nó muốn truyền tải tới người dân gọi là thiếu hiểu biết đó, là mập mờ về cái điều đó. Đánh lận con đen á, vũ thần, đánh lận con đen. Cứ một cái hiện tượng như vậy là quy chụp cho là bản chất, đúng không? Mọi người thấy công nhận cái bài đó không? Đó, cứ một cái bài hiện tượng như vậy thì quy chụp cho bản chất, rõ ràng chưa? Cho nên tại sao ở đây rõ ràng vừa ngày hôm nay thì rõ ràng bên giáo hội Phật giáo họ đã đưa ra những cái văn bản, những cái công văn rất là cụ thể để xử lý vấn đề này. Đấy, thầy ông nội, xong tới thầy thịt chó, xong giờ tới thầy Tuệ, nữa, bè đấy không?
ghê lắm á, chứ không phải là giỡn đâu. Tôi quan xin nhắc lại nha, tôi quan xin nhắc lại nha, cái chuyện cá nhân của ông Thích Minh Tuệ á, thượng quan không ý kiến. Cái đó cái nhất. Cái thứ hai nữa, về cá nhân thượng quan không thừa nhận ông ta là thầy. Cái thứ hai, cái tên Thích Minh Tuệ, thượng quan chỉ đơn thuần thừa nhận cái tên đó là cái tên Thích Minh Tuệ thôi, chứ thượng quan không thừa nhận đó là một cái pháp danh. Nha, thượng quan nói rõ ràng nha, thượng quan không thừa nhận pháp danh và không thừa nhận đó là thầy. Đơn giản thượng quan chỉ thừa nhận một công dân Việt Nam tên Thích Minh Tuệ đang thực hiện câu chuyện mà ông ta cho rằng là ông ta tu tập gì đó, thực hiện hạnh đầu đà gì đó, đúng không? Thì cái chuyện thượng quan nói rất rõ ràng, cái chuyện đó nó có liên quan ảnh hưởng gì không thì thượng quan không biết. Nếu mà nó không vi phạm pháp luật và được nhà nước công nhận và nhà nước làm được quyền làm những gì nhà nước không cấm thì ok, cái chuyện đó cá nhân thượng quan không ý kiến. Nhưng mà ở đây chúng ta thượng quan chỉ lên án những thành phần là gì, cái đám truyền thông bẩn đó, nghe cho rõ nha mọi người, chứ để sau này những thành phần gọi là ủng hộ thế này ủng hộ đó kia vào cắn xé thì lại không hay nha. Thượng quan nói trước không hay, cho nên là mấy ông nào có muốn cắn xé gì đó thì phải nên vui lòng nghe cho kỹ, cũng nghe cho kỹ. Thượng quan nói thẳng, nhắc lại lần nữa cho chắc ăn nè, không nhắc lại lần nữa cho chắc ăn nè, cá nhân ông Thích Minh Tuệ làm gì thôi quan không ý kiến, không đưa ra quan điểm nha, cá nhân và ông Thích Minh Tuệ. Nhưng cái câu chuyện xảy ra hiện tại liên quan tới ông Thích Minh Tuệ thì thưa quan lên tiếng đưa ra cái quan điểm của mình, và cụ thể là thưa quan đang nhắm đến cái giới truyền thông bẩn đó cho rõ ràng, để sau này là khỏi vào lại bắt tẻ vặn vẹo thế này thế nọ. Người dân Việt Nam ta tính rất xấu, đó là hiếu kỳ và tò mò theo đám đông, chính xác của U Hần, và nó lợi dụng chính vào cái điều này của người dân nha. Cái hiện tượng hiện tại nó đang lợi dụng vào chính vào cái điểm đó của người dân để nó kích động, nó lôi kéo cái tính hiếu kỳ tò mò để nó tạo thành đám đông, không? Cụ thần nói chính xác á, có nghĩa rằng á, cái đám truyền thông bận á bài vở kế hoạch và nghiên cứu rất là kỹ chứ không đơn giản đâu. Đặc biệt nữa, bên chẳng nhắc vèo nhắc này nhớ tới câu chuyện hồi chiều anh có đăng trên trang đó là gì, là cái công văn liên quan tới cái công văn của giáo hội Phật giáo đó, thì hồi đề cập nói đi cho nó rõ nè, thì bị cái đám nó lợi dụng, nó định hướng dẫn dắt dư luận, nó chọt nó chống phá ở cái điểm này nè, thưa quan lưu ý cho mọi người luôn, quên giờ ông phèo mới nói thì thưa quan mới nhớ ra rồi. Công văn á, để thưa quan đọc lại cái công văn của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội đồng trị sự, hội đồng trị sự họ gửi công văn đến các ban trị sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quan tới vấn đề là họ đưa ra những câu chuyện đại khái như thế này nè. Trong những ngày qua trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông zoom hình này lên, về người đàn ông mang dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông cùng cúng vàng á, cúng dường á, cúng dường là vật phẩm, thức ăn và cả tiền, tạo ra nhiều hình ảnh clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam nha. Thưa quan chính nhạc là cái câu đó, tức là nhiều người dân đó, họ mang ra họ cúng dường á, là vật phẩm nè, thức ăn nè, và trong đó có cả tiền nữa, thì cái hình ảnh đó nó tạo ra cái nhiều hình ảnh và clip gây ra những hình ảnh xấu trong dư luận liên quan tới hình ảnh ảnh hưởng tới giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bởi vì sao nó ảnh hưởng?
Bởi vì á, rõ ràng ông Thích Minh Tuệ này không phải là người của Phật giáo, cũng không phải là người của trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng không? Mà người dân là coi như họ họ vì cái lòng gì của họ, họ tự nguyện họ ra họ cúng dường, cúng thức ăn, rồi thậm chí trong đó có tiền nữa. Thì những cái thì biết rồi, xung quanh đó thì cứ những cái đám YouTuber thế này thế nọ nó quay rất là nhiều, nó đưa lên thì dễ gây ra cái hình ảnh ở đây họ nói rất là rõ đó, tạo ra nhiều hình ảnh clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có nghĩa rằng những người xem họ nhìn họ không hiểu, họ chỉ thấy là mặc đồ giống nhà sư, cũng được cạo đầu trọc, đi chân trần, cũng cầm cái nồi cơm điện, thì mà đúng ra là bên 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 Phật giáo là cầm y bát, đúng không? Gọi là đi khất thực á. Thì đó, thì vấn đề ở đây đó là như vậy. Chỉ đơn thuần tức là chúng ta nên hiểu cái công văn này họ tường thuật lại cái sự việc là nó xảy ra như vậy, và nếu mà và cái hình ảnh đó nếu người dân không hiểu, nó sẽ gây lên cái điều gọi là gì, là cái ảnh hưởng tới cái câu chuyện của giáo hội Phật giáo Việt Nam, nó gây là cái hình ảnh xấu. Chỉ đơn thuần vậy thôi, tức là chúng ta hiểu cái công văn đó họ tường thuật lại câu chuyện nó đang xảy ra thực tế ở ngoài, đúng không? Và rõ ràng là cái ông Thích Minh Tuệ đó cũng là không liên quan gì tới nhà sư, tới tới chùa chiền, tới Phật giáo gì cả. Thì ở đây liên quan tới cái nick Hoàng Nguyên Vũ Tích Xanh nè, cơ quan có đăng nè, rồi cái nhân vật Hoàng Nguyên Vũ Tích Xanh này chắc mọi người nhớ, mọi người ở trong cái thời điểm dịch bệnh mọi người nhớ liên quan tới cái câu chuyện bác sĩ Khoa, đúng không? Bác sĩ Khoa thì cái Hoàng Nguyên Vũ này nó cũng dính đến câu chuyện bác sĩ Khoa, cái đó là cái chuyện đó thời điểm dịch, đúng không? Thôi qua nhắc lại thôi. Còn ở đây là Hoàng Nguyên Vũ này cũng trong lợi dụng trong cái câu chuyện này, hắn đưa lên một cái status gì, mà đồng chí sư nha, nghe rõ nha, mà đồng chí sư nào vu khống thầy Minh Tuệ nhận tiền thì làm ơn tự sám hối bằng cách ăn chay và không nhận cúng dường 3 năm nhé, tội lỗi thiện tai. Tức là Hoàng Nguyên Vũ này đã cố tình quy chụp nha, quy chụp cho cái công văn đó, là cái công văn đó đang vu khống cho ông Thích Minh Tuệ nhận tiền, đúng không? Rõ ràng trong cái công văn đó mọi người đọc qua mọi người cũng hiểu được rằng không có một cái câu từ, cái cụm từ nào hay cái khái niệm nào mà là giáo hội Phật giáo Việt Nam đang vu khống Thích Minh Tuệ cả. Họ chỉ đơn thuần họ tường thuật lại câu chuyện và họ khẳng định rằng ông Thích Minh Tuệ không phải là người Phật giáo. Và cái câu chuyện này xảy ra là gì, là người dân ra cúng đồ ăn, cúng dường, cúng thực vật phẩm, rồi có tiền có bạc nữa. Thì cái điều đó nếu mà ở ngoài nhìn vào á, họ không hiểu, họ sẽ gây ra một cái câu chuyện xấu, họ họ liên tưởng tới là người của Phật giáo. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đưa ra cái công văn này để rộng đường dư luận, cho dư luận hiểu được rằng à, ông này không phải là người của Phật, của giáo hội Phật giáo. Cho nên những câu chuyện mà ông ta cái nhận tiền nhận gì hay không á thì chưa biết, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là Phật tử có mang những cái đó ra để đưa cho ông ta, nhằm muốn đều là thể hiện cái lòng tín ngưỡng gì đó để cúng cho ông ta đó, đúng chưa? Còn ông có nhận hay không thì giáo hội Phật giáo họ không biết, chị họ chỉ tường thuật lại cái hình ảnh câu chuyện nó xảy ra là như vậy thôi. Đó. Thì ở đây là những thành phần gọi là chúng ta hiểu là KOL á, là như thằng Hoàng Nguyên Vũ á, thì nó lại xây dựng lên câu chuyện, nó quy chụp, nó định hướng rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam đang vu khống ông Thích Minh Tuệ nhận tiền. Mọi người thấy mất dạy chưa? Người thấy hai cái quan điểm đó là mất dạy chưa? Đó là gì? Nó tạo ra, tức là cái người những người đang đi theo Thích Minh Tuệ đó thì chúng ta thừa hiểu ra là gì, đã bắt đầu là có gì đó, nó có ánh nhìn không thiện cảm với Phật giáo rồi, không có thiện cảm với giáo hội rồi, đúng chưa? Thì họ họ đi theo Thích Minh Tuệ là một cái đầu tiên của bạn chúng ta thấy, thì thằng này nó bơm vô thêm một cái nữa, cái kiểu chúng ta hiểu, hiểu nôm na là giật dây kích động đó. Nó cho rằng là giáo hội đang vì gato, vì ganh tị thế này thế nọ đó, rồi mới 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 vu khống là ông Tuệ đang nhận tiền của người dân. Mọi người thấy bố láo thấy chưa? Thấy một cái đoạn đó thôi là một người thấy là một cái vấn đề truyền thông bẩn nó nằm ở đâu rồi, nó dùng cái gọi là cái kỹ năng kỹ nghệ gì để nó kích động người dân. Mọi người thấy ghê gớm không? Nó chỉ cần một cái câu đó thôi
nha. Chỉ cần một cái câu đó thôi là nó sẽ tác động tới như thế nào. À, mọi người thấy nát chưa? Đúng không? Thông qua nói thật. Cái điều này nếu nha, thật sự nếu giáo hội Phật giáo họ mà căng, họ thừa đủ yếu tố để lôi đầu cái thằng này lên để làm việc. Đúng chưa? Chính là Hoàng Nguyên Vũ này nó đang vu khống cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ là ai vu khống ai. Đúng không mọi người? Chính thằng Hoàng Nguyên Vũ là nó đang vu khống cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là giáo hội Việt Nam vu khống cho ông Thích Minh Tuệ. Câu từ nào, câu chữ nào trong công văn đó, và cái điều này Thơ Quang chiều nay cũng đã tranh luận trực tiếp với một bạn ở trên không gian mạng rồi. Không trả lời được. Thì đó, thì ở đây là Thơ Quang dẫn chứng mấy điểm đó cho mọi người tỉnh táo, nhìn ra câu chuyện thêm. Cái điều gì đang xảy ra? Và nó đang muốn lái hướng dư luận đi vào cái câu chuyện gì? Còn cái chuyện kia thì để một cái dịp nào đó thì chúng ta sẽ, Thơ Quang sẽ xin chia sẻ tiếp. Trước mắt thì Thơ Quang xin chia sẻ đến đây thôi nha. À, bên trên tinh thần là cũng nhắc nhở mọi người. Nhắc nhở mọi người khi ủng hộ ai, ủng hộ cái gì á thì nên cân nhắc. Cân nhắc ở đây là gì? Nặng nhẹ thiệt hại. Cái được và cái mất. Cái ảnh hưởng và không, cái không ảnh hưởng. Và cái ảnh hưởng đó nó mang đến điều gì? Cho đó cái nhất. Cái thứ hai, trước khi xuống live Thơ Quang chốt lại lần nữa nha. Mà để mấy ông chọc máy quặn quẹo nè. Chuyện cá nhân của ông Thích Minh Tuệ, Thơ Quang không ý kiến. Nha, ông ta tu tập, ông ta làm gì Thơ Quang không ý kiến. Miễn sao ông ta cứ việc làm cái gì mà nhà nước không cấm là quyền tự do của ông ta, miễn bà. Nhưng cũng có một cái nữa, Thơ Quang nói rồi, cá nhân Thơ Quang không thừa nhận ông ta là thầy và không thừa nhận cái Thích Minh Tuệ là pháp danh. Vậy thôi. Chỉ đơn giản, bây giờ ông thích lấy tên Thích Minh Tuệ để xưng hô, ok, tôi gọi ông là Thích Minh Tuệ. Thầy thì chắc chắn là không phải là thầy rồi, không gọi là thầy rồi. Vậy thôi. Ok, vậy nha mọi người nha. Xin chào, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào buổi live lần sau. Bye bye.